Có thiệt vậy không? Thiệt, người ta nói bà trốn rồi. Trời ơi, mấy chục triệu của tôi. Mấy chục triệu luôn hả? Ừ, chứ nhiều. Má, biết vậy thà để tôi giật trước. Có lấy được tiền về chưa? Chưa nữa. Tại sao nói nghe coi, bà bỏ nhà trốn đi luôn rồi. Vậy sao tiền của tôi? Ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử với chúng tôi như vậy? Vô con sâu hội mà cuối cùng cũng bị giật nữa. Không biết từ giờ tới cuối tháng sống như thế nào đây. Ủa, người ta chán nhìn con mèo này còn chán hơn nữa. Vô ngủ mèo ơi, ông vô ngủ trước đi. Tôi uống nước mưa cho đỡ đói. Bị giật kiểu này chắc từ giờ tới cuối tháng uống nước mưa dài dài quá. Hãy sở hữu đồng hồ Apple Watch sành điệu tại số 100A Đinh Tiên Hoàng, phường 1, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0967979797. Tư ruộng mobile.com hân hạnh tài trợ video clip này. Hãy đến với Tư ruộng mobile để cập nhật những công nghệ đỉnh cao và tốt nhất. Có trò gì vui không Phèn? Có, để con diễn xiếc cho bà coi. Lấy cho con cái bánh đi. Nè, bà chi vậy? Bà để trên mỏ con đi. Trên mỏ phải không? Dạ. Ok, nhưng mà con muốn làm gì? Thì bà cứ để cái bánh trên mỏ con đi. Xong cái con hất lên cái con tám cái là dính liền luôn á. Nói được phải làm được nghe. Thì bà nhìn nè. Cảm ơn nha. Làm lại nha bà. Chuẩn bị từ sướng nè. Bào kiểu nha. Ok. 1, 2, 3. Ê, chưa? Cái cười gì? Hả? Buồn quá đi. Cười cho hết buồn. Lu, tại sao con mặc quần suốt ngày để lòng thòng vậy? Hey, Alibaba cái quần đâu ra để khoe hả ba? Alibaba. Mày đang coi bậy bạ cái gì đó phải không? Có coi gì đâu, đang tập trung làm việc nè, không thấy hả? Mày đừng chối. Lâu lâu cũng phải để người ta giải trí chứ. Anh nói cho tôi biết đi, hôm qua giờ đi đâu ngoài đường mà suốt đêm anh không về hả? Anh đi công việc chứ không phải đi chơi đâu mà cằn nhằn quá. Anh xạo quá đi, anh đi với con nào hay là anh đi với thằng nào? Thì đúng là anh đi với con nào đó. Con nào hả? Con nào? Con Lu nhà kế bên. Anh biết con Lu nhà kế bên nó bị xà mâu không? Anh đi với nó hoài vậy anh lấy cho tôi làm sao hả? Anh có nghĩ gì cho tôi không? Cái thứ đàn ông như anh á, sạch không muốn, muốn toàn là đứa xà mâu không à? Tôi nói cho anh biết nha, sau này mà anh còn đi vậy nữa, tôi thiến giải anh á, anh liệu hồn nó nghe chưa? Nhớ rồi, biết rồi, đừng có cắn nữa được không mà, đau. Thôi được rồi, bây giờ muốn gì? Còn hỏi nữa, em muốn ăn anh, nhanh lên đi. Trời ơi, làm hết hồn. Trời ơi, bắn gì mà nó không chết luôn. Ê, thằng này phải người. Ghê quá, không dám coi nữa đâu. Không dám coi nữa, nhưng thôi để coi tiếp coi sao. Trời ơi, cái súng mượt chà bá gì mà bắn nó cũng không chết nữa. Ghê quá đi. Đúng là kẻ quỷ gì có khác. Coi tiếp đi luôn. Thôi, không coi đâu. Gì đâu mà bắn thầy leo, dịch cũng không chết nữa là sao? Biết phim gì không? Biết. Biết nói thử coi phim gì? Dạ, quỷ, diệt. Mày có bị lú không vậy luôn? Tự nhiên nói tại lú. Chứ phim gì? Kẻ quỷ diệt. Ừ, đúng rồi. Lu nói lộn. Coi tiếp không? Coi. Ok. Bật đi. Từ từ. Tiếp. Trời ơi, làm giật mình hoài à. Mấy thằng quỷ, làm hết hồn à. Hàng hộ quỷ quá trời luôn rồi. Bình tĩnh mà coi mày làm gì cứ lưng tưng hoài vậy luôn. Ừ, bật tiếp đi. Trời đất ơi, hay lắm, cuối cùng cũng giết được nó. Phim hay không? Phim hay, hay. Ủa, vậy là hết rồi hả? Bật tiếp đi, đang ghiền. Nè, Sera, thằng đó là nó đang giả mạo anh đó, em đừng có nhầm lẫn như Sera. Trời đất ơi, gì đâu mà hai thằng giống y hệt vậy? Thì biết nào thiệt nào giả trời, tìm đâu kỳ cục. Không coi nữa đâu, không coi nữa, bực bội quá, suốt ngày bật bao cái phim kinh dị không à. Ủa, làm gì trời? Trời ơi,
Ghê không luôn? Ghê thiệt luôn á. Gì đâu mà bắn vô cái nhựa nhớt chạy tùm lum à. Mà thôi ba tắt đi, mày mốt có mở phim coi, mở phim hài á, đừng có mở phim kinh dị nữa, sợ muốn khùng luôn vậy. Mày không coi nữa, tao tắt. Mày cứ lung tung lưng tưng hoài, tán đi bàn tay bây giờ. Vậy thôi ba tắt luôn đi, con không có câu nữa đâu. Vậy thôi giờ ba tắt dẫn con đi chơi nha. Được, thôi đi chơi đi. Ở nhà coi phim hoài cũng chán muốn chết luôn à. Nhưng mà bây giờ đi đâu hả ba? Đi quỷ diệt. Làm sao? Mới coi phim xong mà. Đi không? Thôi, mới coi phim kiểu quỷ diệt xong sợ muốn chết luôn, bây giờ rủ tao đi quỷ diệt. Mày không đi thôi. Mà quỷ diệt ở đâu? Có gì vui không mà đi? Đi tới Lazada, ở đó họ đang có chương trình giá quỷ diệt. Mày có kịp nghe chưa? Thì đang nghe nè. Mà giá quỷ diệt là sao? Thì là sao? Hả? Hả? Con Thiến mày bây giờ ăn cơm hết không vậy mày? Giá quỷ diệt có nghĩa là họ đang giảm giá, hiểu chưa? Bây giờ mới hiểu nè. Tôi thiến người bây giờ. Thôi, đừng thiến lưu. Lưu còn gì đâu nữa mà thiến. Thiến hoài lưu giận lưu không đi quỷ diệt với ba nữa đâu nha. Mày dẻo miệng thấy không? Rồi thay đồ đi, chuẩn bị đi nè. Nhanh lên, nghe không lưu? Nghe rồi, đâu có bị điếc đâu trời. Đợi xíu, đi vô thay đồ cái. Cho 2 phút thôi đó ra. Xong rồi, chưa tới 2 giây nữa luôn á. Đi, nhanh lên. Thấy mà cô thay gì đâu lưu, vẫn bộ đồ đó mà. Mẹ dơ vừa thôi. Thôi nha, ở dơ kệ người ta. Bây giờ có đi không nói tiếng đi. Không thôi tôi ở nhà lưu tôi không đi đâu á. Nóng nực bực bội nãy giờ còn chọc nữa. Ok thôi chuẩn bị đi nè. Ở bên Lazada bây giờ có nhiều chương trình trò chơi vui lắm á lưu. Lưu biết hết. Tham gia trò chơi có khi được nhận thưởng iPhone SE nữa đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Đi thôi, nhanh lên ba ơi. Con muốn rủ một lần theo không luôn? Thôi, để nó nhà đi. Dẫn nó đi theo nó mua tùm lum hết chẳng nổi đâu. Có gì đâu, đã nói Lazada họ đang giảm giá kịch sàn mà. Kịch sàn là sao hả ba? Con nghĩ là họ giảm giá kinh khủng lắm, hiểu chưa? Ok, hiểu rồi. Vậy thì được. Vậy rủ một lần thì đi ba. Ba trả tiền mà sợ gì ha. Trời đất ơi. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Lưu, hôm nay tới ngày rồi đó con. Tới ngày gì ba? Đóng tiền điện hả? Mày có lần nào đóng đâu mà nói chuyện lớn vô. Tiền net hả? Net thằng cha bậy với net, hôm nay là sinh nhật của ba. Ê, chào tạm biệt nha, coi như mình không quen biết gì nhau nha. Mày né tao luôn đi nghe Lưu. Cái này là ba nói nha. Mày đi đâu đó? Hả? Lưu! Lưu! Tôi không nghe, tôi không thấy những gì anh vừa nói. Mày quay lại của Lưu. Lưu! Cái gì nữa? Ôm sờm quá trời hả? Muốn gì? Bữa trước mày nói sinh nhật ba mày tặng quà cho ba mà mày không nhớ hả mày? Ba lớn rồi làm như con nít vậy, mày đặt quà cắp. Mày nói gì kỳ luôn, đã hứa gì phải giữ lời chứ. Lời hứa ấy hết giá trị rồi. Mẹ nói cái thằng Lu này, tao nuôi mày lớn tòng ngồng vậy rồi, giờ mày nỡ đối xử tao vậy hả Lu? Lu, mày đâu rồi? Muốn chứng tỏ mình là một thằng đàn ông có trứng giấy, mặt với mặt nói chuyện với tao cho rõ coi Lu. Ê, cái này đụng chạm nha, tôi thiến lâu rồi ông ơi. Mày nhớ mày nói vậy nghe Lu, tôi thiến mày thật cho coi, đàn ông con trai gì nói không biết giữ lời gì trơn. Lời hứa chỉ là hư vô thôi. Tao quạo rồi đó nghe Lu. Quạo hả? Thôi kệ ba. Nói chứ mở cửa giùm đi. Mở cửa làm chi? Hả? Thì mở đi rồi biết hả? Còn để quà trọng hả Lu? Trời ơi mở lẹ lên đi trời ơi. Bực bội ông quá đi hả? Mà có phải không muốn tặng quà gì cho ba không? Cái món quà gì mà bữa con nói đó, con nhớ không? Trời đất ơi, đã nói nhớ là nhớ sao quên được. Quà gì? Thì bữa ba nhức đầu cái vụ nhà mình bị nhiều mối mọt quá, rồi ngoài giường bị côn trùng cắn phá tùm lum, rồi ba hỏi con có cách nào trị được không? Thì con nói có. Rồi sao? Thì con có cách rồi, coi như lấy cách này làm món quà tặng sinh nhật cho ba luôn được không? Được, chỉ ba đi luôn. Ừ, ba tới Việt Mối Thành Nghĩa chấm cơm, tìm hiểu mấy cái dịch vụ ở trển á, xong liên hệ với họ, họ sẽ tới hội việc nhiệt tình cho ba luôn. Con nói thiệt ba, từ mối hay côn trùng gì nó cũng được lên thiên đường hết trơn á. Hay dữ vậy hả luôn. Được rồi, ba sẽ tìm hiểu về dịch vụ này, Việt Mối Thành Nghĩa chấm cơm. Ok, cảm ơn con nghe luôn. Không có gì, bây giờ ba mở cửa cho con đi. Gì nữa vậy? Thì cứ mở giùm đi, nói nhiều quá trời. Còn món quà tặng cho ba nữa. Ồ, nhiều quà dữ gì luôn. Lưu chơi sang mà, ba cứ mở đi. Mà món quà này là món quà gì nữa? Bí mật mà, vui lắm. Cứ mở cửa đi rồi biết. Vật chất hay tinh thần vậy luôn? Vừa vật chất vừa tinh thần luôn. Mở cửa nhìn lên đi rồi biết hả? Tao để ý bao nhiêu lần rồi, mày troll tao, mày chơi tao nhiều lắm cái luôn. Nãy giờ mắt phải của tao giật là tao nghi lắm rồi đó. Chuyện này có ổn không? Thì mà chơi tao lần nữa là tao xẻo lưỡi mày đó. Mày nhớ chưa? Hả? Nhớ. Cứ mở đi rồi biết. Mở đi. Mày thề với ba tiếng đi rồi ba mới yên tâm ba mở cửa được. Muốn lưu thề cái gì? Mày mà nói xạo mày sẽ bị ông trời phạt không được ăn trao sẽ dịch một năm, dám không? Chơi luôn, gì mà không dám, người ta thiệt tình mà. Mở cửa đi, nhanh lên. Được rồi, nhanh lên đi, nhanh lên. Trời ơi, có việc mở cửa không có lâu rồi nè, vô đi. Sao tối hù vậy ông nội? Bật giùm cái đèn coi. Từ từ, mối một nó ăn sập mẹ mấy công tắc đèn rồi. Ê, vậy luôn, đứa nào nữa vậy? Hello, xin chào, đây là món quà thứ hai của ba đó. Nuôi mình mày tao muốn mạt rồi, dắt thêm con này về để làm gì nữa? Giới thiệu với ba, đây là Lơn, cục nợ của con. Em khỏe không Lơn? Hôm nay anh tới cứu em nè, ở trong chắc ngợp lắm phải không? Em ngợp lắm, đâu ai đâu cứu em nhỉ? Anh cứu em là chuyện dễ thôi Lơn à, nhưng mà có một điều kiện, có thể giúp anh đáp ứng được không? Điều kiện gì anh cứ nói. Tối nay anh với em đi ăn cháo xả dịch được không Lơn? Biết đi. Ê, làm gì dữ vậy? Suy nghĩ kỹ nha, ăn đi mới cứu. Đi. Vậy thôi, ở đó luôn đi, bị nhốt mà còn chảnh nè. Vậy thôi, trời ơi, vậy chịu khó trong lòng tiếp đi ha. Ba đóng cửa nghe luôn. Ba đóng đi, nó không chịu ăn thì thôi khỏi cứu. Ok, ba đóng này. Đóng thiệt hả? Cứu nó đi. Không được, phải cứng rắn lên. Hả? Cứng hả? Cứng ông nội tôi chứ cứng. Cũng tại ba không á, đêm nay lại ăn chay tiếp rồi. Gì tại tao nữa mày? Thì hồi nãy ba kêu quân thề chi? Ông trời ông cấm con ăn chao sẽ dịch thiệt rồi.
Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Nó không không chạy xuống này đâu, cô gái bán hàng chứ. Ôi sôi rồi kìa. Cái cục này hạ bên đây cho đụng đụng sao quái, đụng đụng. Cho nướng cái đất nó đụng cái nó cắn này. Cái đất nó cái đụng cái đầu. Hai cái lá đó vàng rồi, nó bắt bác nó rớt nó dưới gớm rồi. Cầm kéo rồi anh đi, anh bảo cắt cho nó. Dạ dạ, cắt thêm cái lá vậy. Bảo đi. Bắt lại vậy.